Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng vừa nhận được một viên pin Dell mã model là VG93N 11,4V và một viên pin 92W, dung lượng rất là khủng. Và viên pin này bị phồng rồi, cho nên là tháo cái nắp này cũng rất là dễ. Vâng, quý vị có thể thấy rằng là viên pin này được trang bị 6 cell pin Li-Sen. Và bây giờ thì tôi sẽ tháo viên pin này ra. Thật sự viên pin này nó rất là dài quý vị, dài phải đến 30 phân này. Và với các cell phồng như thế này thì chắc là cũng kém lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ tách toàn bộ cái cell này ra cái đã. Đây, quý vị có thể thấy là số cell này bị phồng rất là kinh. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì bây giờ tôi sẽ xử lý phần cầu chì này. Và tôi sẽ mở ra. Vâng, đây là phần cầu chì mà tôi vừa mới xử lý xong. Và quý vị lưu ý rằng là riêng phần cầu chì này thì không bao giờ được quên nhé. Phải đấu lại cầu chì thì mới tiến hành thay cell và chạy phần mềm được nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là dàn cell Li-Sen mà tôi vừa mới thay xong. Thì trước khi chạy phần mềm thì mời quý vị nhìn qua một lượt. Đây. Thay như này là chuẩn công suất zin của viên pin luôn nhé. Rồi, mời quý vị xem. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin này. Đây rồi, thưa quý vị, bây giờ thì tôi sẽ kết nối viên pin này với hệ thống phần mềm bằng một bộ cáp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa kết nối viên pin 6 cell 92W vào với hệ thống phần mềm và tôi được những thông tin như sau. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin đang còn những 80% và tổng dung lượng của viên pin là 8070mAh. Viên pin này được sản xuất vào tháng 2 năm 2017 và trước khi chạy phần mềm thì tôi sẽ lưu lại thông tin cho viên pin này. Và tôi cũng sẽ copy cái mã model này để tìm trên hệ thống phần mềm. Và trước khi chạy phần mềm cho viên pin này thì tôi sẽ tiến hành mở khóa. Đây là chip 40370 này. Tôi sẽ chọn là 40370 và kích vào auto. Vâng, bảng này hiện ra là nghĩa là mở khóa thành công. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm cho viên pin này. Vâng, vì viên pin này khá là mới cho nên là trên hệ thống chưa có
file phần mềm của viên pin này. Chính vì vậy cho nên là tôi sẽ chỉnh sửa thủ công. Thì trước khi chỉnh sửa tôi sẽ lưu lại cái file gốc. Tôi sẽ vào đây tìm cái chỗ để lưu file gốc. Đây rồi. Và tôi sẽ lưu lại. Click vào đây để lưu. Vâng, và sau khi lưu file gốc phần mềm của viên pin, như mọi khi thì tôi sẽ chạy file gốc chuẩn của nhà máy vào. Tuy nhiên rằng là viên pin này quá mới cho nên là trên hệ thống chưa có file gốc của nó. Chính vì vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ chỉnh sửa thủ công cho viên pin này. Thì đây là dung lượng gốc của viên pin là 8070mAh. Và hồi nãy thì tôi có thay cell gốc chuẩn của viên pin, cho nên là thông số này tôi sẽ giữ nguyên. Và tôi chỉ phải chỉnh sửa một số cái thông tin ở phía dưới. Ví dụ như là số lần sạc tôi sẽ cho về 0. Phần MF này là dòng xả cạn của viên pin thì tôi sẽ cho là 3550. Phần này thì tôi giữ nguyên. Phần này cũng giữ nguyên. Phần này tôi sẽ chỉnh là 4450. Tại mục này thì tôi sẽ cho tất cả là về 0 hết. Rất hiếm khi mà tôi chỉnh sửa thủ công như thế này, cho nên là đây cũng là một trong những cái video mà khá là hiếm. Đây rồi thưa quý vị, tất cả thì tôi sẽ cho về 0 hết và tôi sẽ giữ nguyên cái mục 1 này để nguyên thông tin. Và tôi sẽ copy cái dung lượng là 8070 này để dán vào đây. Vâng, tại chỗ này thì tôi sẽ cập nhật ngày tháng ngày hôm nay. Đây. Tôi sẽ gõ mã bảo hành vào đây. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cập nhật hóa chất cho viên pin. Thì tôi sẽ tra mã hóa chất ở chỗ này. Click vào đây một cái, click vào đây một cái. Như vậy là mã hóa chất là 1210. Đây rồi thưa quý vị, tôi sẽ cập nhật hóa chất. Rồi thì bây giờ tôi sẽ định dòng xả cho viên pin là -1000. Đây là tôi đang định dòng xả 1A cho viên pin. Đây rồi, 1A nghĩa là nó đã nhận dòng xả. Thì tôi sẽ kích vào cái nút này để cập nhật dòng xả. Sau khi cập nhật dòng xả thì tôi sẽ gõ lệnh khóa pin lại. Đây rồi, cái phần SECO này nó đỏ nghĩa là viên pin đã được khóa lại. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra thông tin sau khi chạy phần mềm. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì sau khi chạy phần mềm thủ công xong thì tôi được thông tin như sau. Thứ nhất là sức khỏe viên pin đã được 100%. Thứ hai là số lần sạc xả đã về 0. Dung lượng thì vẫn giữ nguyên là 8070mAh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì đã xả ok rồi nhá. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Và đây cũng là sạc ok rồi nhá thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị xong cách chạy phần mềm thủ công của viên pin 6 cell 92W này. Thì quý vị nào mà có pin laptop bị phồng, bị hư, bị hỏng hoặc là bị thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại mà tôi để ở phía dưới góc bên phải của màn hình. Đó chính là số 0969 988 500. Thì tôi sẽ tư vấn và sửa cho quý vị. Thì quý vị nào mà ở xa thì quý vị cứ gửi cho tôi. Sau khi nhận và làm xong ok rồi thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Rồi thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã xem cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.